Chào mọi người, hôm nay chúng ta lại tiếp tục kiểm tra và thu hoạch sữa của đàn ong siêu sữa mã số 5 trắng. Thì đàn này là đàn đang test sữa, có nghĩa là mình đang tập làm sữa cho nó vòng thứ 5. Và bây giờ chúng ta kiểm tra, hôm nay là ngày thu hoạch sữa rồi. Đàn này quân cũng rất là đông, 6 cầu quân đông. Để tôi chỉnh lại cái góc máy quay nhé. Nhấc cái nắp này ra. Hôm nay nhiệt độ bây giờ trong đàn ong này là 27 độ này. Và nhiệt độ ngoài trời nhé, 16 độ 5. Nhiệt độ ban đêm là khoảng 7 cho đến 8 độ. Đàn này đang đợt rét đậm. Đấy, rét thì rét nhưng mà cũng vẫn phải cố mà làm sữa. Bởi vì cái thời tiết nó lạnh như thế này á, là cái đàn ong nó co cụm lại, nó rét quá. Mình kiểm tra ong cũng không có tốt, nó ảnh hưởng đến đàn ong đấy. Và các thao tác liên quan đến khai thác sữa hoặc là làm sữa ở những cái đàn ong cái thời điểm rét như thế này, nó cũng ảnh hưởng đến năng suất của sữa, năng suất khai thác sữa. Đây là cái đàn sữa của mình. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra nó nhé. Sữa đã đổ đầy hết rồi. Đấy, sữa nó đổ đầy hết rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem. Bây giờ tôi rũ cái cầu này ra. Trước khi rũ thì tôi cần kiểm tra cái chúa xem nó có bám vào trên cái cầu sữa này không. Bởi vì cái đàn này đàn chúa giống, cho nên là mình làm không cẩn thận là sẽ chết cái con chúa này. Mình sẽ phải mất công mình làm lại. Rồi, ok, đã kiểm tra xong. Đã giữ xong cái cầu này rồi. Ok, 4 thanh sữa. Đàn này nó nuôi 4 thanh sữa. 4 thanh sữa đôi nhá. 4 thanh sữa đôi. Đấy. 4 thanh sữa đôi này thì bằng 8 thanh sữa đơn. Và bây giờ mình khai thác xem. Bây giờ tôi quét ong đã. Mình khai thác xem là nó được mấy nhạn sữa nhé. Đàn này mấy vòng tập sữa đầu ấy là nó tiếp rất là tốt. Nó tiếp sữa, tiếp nụ rất tốt và đổ sữa cũng rất là ổn. Tới đến vòng thứ tư này đã đổ được 4 thanh đôi rồi. Và vòng thứ năm này là cũng vẫn 4 thanh đôi. Bởi vì đàn này thời tiết nó lạnh quá nên là tôi vẫn duy trì ở mức 4 thanh đôi cho nó.
sát đầu gần cho nó ấm. Đậy nắp cái đàn ông này. Đấy, và bây giờ chúng ta mang cái cầu này đi. Và bây giờ tôi sẽ để ở đây. Và tôi đã chuẩn bị sẵn các cái dụng cụ để làm việc. Thì dụng cụ gồm có một cái cân. Cân thì cân tiểu ly, dùng để cân sữa ong chúa cho nó chuẩn. Và đây là cái múc sữa. Cái đồ nghề để mình múc sữa từ các cái nụ sữa. Đấy, còn đây là cái dao. Dao để mình dùng để mình cắt cái sáp trên các cái nụ sữa. Găng tay để mình đeo. Và đây dụng cụ này. Đây là cái cốc. Và đây là cái mình đã bọc bên trong bằng cái túi bóng để mình cho sữa vào đây. Thì đây là trong quá trình mình thử sữa cái đàn ong sữa thôi, cho nên là các cái dụng cụ này mình chỉ cần như thế này thôi. Chứ nếu mà chính ra thì mình cần phải có cái đồ chuyên dụng, nếu mà làm nhiều mình cần phải có cái đồ chuyên dụng để mình dùng máy mình hút sữa xong mình cho vào một cái dụng cụ mình cấp đông luôn. Đấy thì là nó sẽ ok. Nên mình dùng chỉ cần kiểm tra test sữa thôi. Nên mình chỉ cần cái dụng cụ nhỏ như thế này là vừa đủ. Và bây giờ tôi sẽ đeo cái găng tay này vào cho nó được mình trong quá trình mình thao tác nó sẽ đỡ bị cái mồ hôi tay nó ra, nó vào cái sản phẩm. Đấy thì là hiện tại ở cái khu vực của tôi ấy, thì nó cái nguồn hoa nó cũng chưa được tốt, nguồn hoa rất là khan hiếm, cho nên là cái việc khai thác sữa nó cũng chưa thể đạt tối đa, đạt cái năng suất tối đa của cái đàn ong. Cho nên là để mà đàn ong mà đạt được năng suất tối đa, mình cần phải có một cái nguồn tự nhiên, nguồn phấn hoa và nguồn mật ong thật dồi dào. Và cái mùa nó dồi dào thì cái năng suất nó rất là cao. Đấy, như cái đàn này nếu mà ở cái vùng như thế có đủ các cái điều kiện yếu tố như vậy ấy, thì năng suất của nó rất là khủng luôn. Như thế này nó đã khủng rồi. Tôi tiến hành tôi cắt sáp, cắt cái sáp mình cắt sáp làm sao mình cắt nia một đường thật là gọn gàng, chứ không thì nó sẽ bịt cái sáp này, nó sẽ bịt cái lỗ này vào lại và mình làm rất là khó khăn. Bây giờ chúng ta tiến hành cái thao tác, đó là mình gắp cái ấu trùng này ra. Gắp cái ấu trùng, đây là cái sữa này. Đấy, đây là cái sữa chúa. Thế và chúng ta phải
gắp những cái con ấu trùng này ra trước khi mình múc sữa. Đấy, sữa rất là đầy. Tôi sẽ để nó gọn gọn ở đây nhé. Mình sẽ quay một lượt. Lần này thì cái đàn này tiết sữa nó cũng vẫn như lần trước, đỡ xuống hơn, sữa đổ đầy hơn. Thế do tôi di những cái con ấu trùng nó to nhỏ nó không đều, cho nên những cái con ấu to là nó ăn sữa đến đến cái tuổi này nó ăn sữa nó nhiều hơn. Ok. Và bây giờ tôi sẽ thu hoạch xem nào. Bây giờ mình múc cái thành, múc các cái ấu trùng ra đã. Vì là tôi dân làm ong giống cho nên là mình rất là ít khi mình khai thác sữa liên tục, cho nên là cái tay nghề về các cái kỹ năng để gắp ấu trùng hoặc là di trùng hoặc là múc sữa thì mình làm rất là chậm, nó chưa được nhanh, không không như là các anh em làm sữa chuyên nghiệp. Nhưng mà khẳng định một điều rằng nó là cái giống của mình, nó đổ rất là nhiều sữa so với anh em giống trong anh em Lâm Đồng ấy, thì nó năng suất thể hiện rất là cao, cao hơn rất nhiều, gấp đôi, thậm chí hơn nữa.
sữa đổ cực đầy luôn, bốn thanh đôi mà nó đổ vẫn ok. Cái này mà cứ một chặng sữa mà đồng đều như thế này thì cứ trung bình của nó là sẽ là 8 đàn cho đến 10 đàn một cân, một cân sữa đấy. Đấy, khi mà nó đã làm ổn định rồi thì cái năng suất sữa của nó rất là cao, còn đây mới chỉ là lần tập của nó thôi. Đấy, và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành múc sữa, múc sữa vào cái ly này để xem cái lượng sữa của nó có nhiều hay không. Sữa này. Tôi sẽ cho các bạn xem cái sữa chúa nó như thế này, màu của nó rất là đẹp đấy, sữa ông chúa đấy, màu rất đẹp luôn, quay gần cho các bạn xem đấy. Là tôi sẽ cho vào đây. Sữa rất nhiều, cái lụ sữa của nó đầy tự luôn. Đấy, tôi làm như này cho các bạn dễ nhìn, mình gần dễ nhìn. Chuyển dần cái camera vào đây. Cái múc phát là đầy luôn như thế này luôn, thấy chưa?
con ong này nó bay vào nó mút xem nó mút được cái gì hay không. Sẽ múc lại nhé, ta múc lại xem là nó còn được nhiều hay không. Thực sự là cái này nó múc nó cũng đã rất là sạch rồi, nên là mình khi mà mình múc lại nó không không còn nhiều lắm. Tiếp theo mình sẽ lấy sữa ở cái thanh này. Đấy. Bọt ong bắt đầu nó bám vào đây. Đấy, sữa rất nhiều. Đây thì cái lụ nó rất đầy cho nên mình không thể múc hai lụ một lần được. Đấy, những cái lụ ít thì mình có thể múc được, những lụ nhiều này, những cái lụ đầy là mình chỉ múc được một múc thôi. Sót thì nó sẽ tiếp tục nha.
sữa rất đầy. Bây giờ tôi phải múc lại, quá trình múc lại các cái thanh sữa. Cái này nó múc rất là sạch cho nên bây giờ mình múc lại nó không còn nhiều lắm. Nếu mà có cái máy hút sữa thì mình hút một phát được luôn, múc một lần thôi, không cần phải nhiều lần như thế này. Tiếp theo là đến cái khung này cũng rất là đầy nhá, cái khung nào cũng rất đầy, nhìn rất đẹp. Đấy, nhìn rõ không? Nói chung là cái nào nhìn đẹp. Đây là lần thử sữa, tập làm sữa cho đàn ong sữa lần thứ 5. Lần thứ 4 thì nó đã đạt được cũng như thế này, nó cũng làm được 4 thanh đôi như thế này. Lần thứ nhất thì nó được tôi làm tập cho nó là 1 thanh đôi, có nghĩa là bằng 2 thanh đơn. Lần thứ hai tập sữa cho nó là lần thứ hai tôi làm 2 thanh đôi. 2 thanh đôi có nghĩa là bằng 4 thanh đơn đấy. Và lần thứ ba thì tôi tập cho nó là 3 thanh đôi. Lần thứ tư tập cho 4 thanh đôi. Và lần thứ năm tôi vẫn để ở cái nguyên cái mức 4 thanh đôi cho nó để xem nó có ổn định hay không. Đàn này nếu mà ở cái nguồn dồi dào á là nó có thể làm được 5 thanh đôi như thế này. Còn ở chỗ tôi thì cái nguồn nó không được phong phú, rất là khan nguồn, cho nên là năng suất nó sẽ không được tối đa. Mình thử nó sẽ khó tối đa được cái khả năng của nó. Rồi, tôi đã múc xong. Bây giờ tôi phải đi vét lại. Ok. Và bây giờ ta sẽ tiến hành cân để xem nó được mấy lạng, lạng mấy. Tôi sẽ chỉnh cái độ cân của cái cân này. Đấy nha. Xem nó có ổn định hay không. Rồi ok. Đang ở mức 0,00 gram. Tắt và bấm lại nhé. Rồi. Đang ở mức 0,00 gram nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ nhấc cái này lên. Sữa đầy quá.
Đây, tôi được cân này. Rũ rũ cho nó xuống bớt đi. Đấy. Rũ cho nó xuống bớt đi nha. Cái này thực ra nếu mà mình phải có nhiều cơ thì mình mới nọc được qua vải. Còn bây giờ thì ít thì mình không nên nọc. Đấy nha, ta sẽ được một cái gói như thế này. Đây là sữa ong chúa. Và bây giờ tôi sẽ cân thử lên xem mà cái cân này xem nó được bao nhiêu gram. Ô, hình như nó tắt rồi sao nhỉ? Thôi tôi lại phải bấm lại. Đấy, để lâu quá nó tự tắt. Bấm lại nha. Rồi, đang ở mức 0,00 gram. Đấy, tôi sẽ thả vào đây. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Một ba tám. Rồi, ok. 1,38. Có nghĩa là một lạng gần lạng tư. Cái này gần lạng tư nhá. Đấy. Rồi, kết thúc video tại đây.